Và nhiệm vụ của chúng ta là đừng để những cái ông đầu bếp này này. Đó. Mình đừng có để những cái ông đầu bếp này cắn vỡ cái đập này. Tại vì nếu mà vỡ cái đập nước này là mình thua. Xin chào tất cả các bạn, mình là Buka đây và chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Và hôm nay mình có một cái tựa game giải trí nhẹ thôi, đó chính là tựa game được mang tên là Ramen Repair. Thì trước khi bắt đầu vào video thì nếu các bạn thích thì đừng quên để lại cho mình một like, share video để ủng hộ cho channel của mình. Còn thấy tốt hơn nữa thì các bạn có thể nhấn vào nút đăng ký cũng như nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo từ video mới nhất nhé. Còn bây giờ thì chúng ta hãy đến với lại trò chơi Ramen Repair. Hết định, đang xì vậy? Ok, và nhiệm vụ của chúng ta là đừng để những cái ông đầu bếp này này, đó. Mình đừng có để những cái ông đầu bếp này cắn vỡ cái đập này. Tại vì nếu mà vỡ cái đập nước này là mình thua. Và nhiệm vụ của mình là có hai cái. Có hai nhiệm vụ, đó chính là một là bích lại những cái vết cắn của mấy con đầu bếp. Mấy ông đầu bếp này má biết leo tường luôn ghê vậy. Và nhiệm vụ thứ hai là tiêu diệt mấy ông đầu bếp. Ok, và ui mấy ông leo tường, mấy ông cắn kìa. Ui cái này chậm quá. Ui mấy ông đầu, mấy ông nội này phải người không vậy? Mà cái này nó liên quan tới Ramen. Ui, bắn kiểu này là chết tôi rồi. Chết chết rồi, còn 800 máu rồi mọi người. Ui, bây giờ bắn một nhát hai thằng được luôn. Ây da, trời ơi, cái đập nước nó sắp bể rồi. Lại. Cố gắng lên, thì đây là những cái mini game nhỏ thôi. Chỉ là một cái video nhẹ nhàng thôi. Ok, thì má bây giờ vừa phải cứu cái này, mình phải được nâng cấp cái gì chứ. Má à, nhẹ nhàng thôi là được. Ui. À bây giờ mình chỉ cần bắn thôi, mình không cần dương cung nữa. Ok, vậy đi cho khỏe. Ui, tao mới vừa sửa bên đây xong rồi mày qua bên kia mày cắn rồi mấy con quỷ. Ui. Ông ơi, từ từ. Nope. Cắn bà nội mày, trời ơi nó lấy găng mà nó cắn vỡ cái đập nước luôn kìa. Từ từ thôi bà mẹ mày, cái tay tao mỏi tay. Cái con chuột này nó dở rồi. Ui, bắn thế mà không chết nó chết cha. Mình còn 3 phút lận thôi, thua mẹ rồi. Thôi thua rồi, còn 100 mấy máu à. No. Ui. Bắn lần hai thằng nào. Còn 100 máu, gán lên. Trời ơi, còn tận 3 phút lận. No, God. Yay. À, mình chỉ cần bắn mấy thằng nào mà nó lại. Ok, bắn thằng nào mà nó làm vỡ cái đập nước là được. Bắn nào làm vỡ cái đập nước là được. Đó, mình không bị mất máu là được mọi người. Ok, bắn thằng nào nó làm vỡ cái đập nước là được. Nom 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 bà nội mày. Nom nom nom. Ok, cứ để tụi nó chạy đi. Mình chỉ cần bích cái đập nước là được rồi. Nhiệm vụ của chúng ta không cần phải bắn tụi nó đâu mọi người. Trong thời gian rảnh thì tất nhiên là bắn rồi. Đây. Ui. Đi đâu? Ui. Ông ơi. Nhầm bà nội mày. Nhầm hả mày? Ủa cái mà nó bắn ra cái gì mà dính dữ vậy? Keo dính chuột à? Keo dính chuột không có dính tới vậy đâu. Ok, mình vẫn còn giữ 900 mấy máu được. Mày hả mày? Nope. Ôi, nó lên trên kia kìa. Mày hả mày? Ui cái đập nước. Ừ, thắng chắc. Xui kèo thắng. Không được mất tập trung. Tập trung lên. Không được mất tập trung. Lại. Má mấy thằng đầu bếp ở đâu nhiều dữ vậy? Nạn đói năm 45 phải không? Trời đất ơi. Ui. Ui còn 800 mấy máu à. Ok. Ủa sao mình đang bị mất máu vậy? Ủa cái đập nước nó vẫn còn đang tuột. What? À mình phải bích luôn hả? Đâu cần. Ui còn 800 mấy rồi. À 800 mấy mà còn tận 3 phút. Ok chắc chắn là thắng rồi mọi người. Xu kèo là thắng. Lần này là thắng chắc mọi người. 700 mấy còn 3 phút. Ui tính lại rồi nó cũng khó nhỉ. Nhầm bà nội tụi bay. Nhầm. Ui. Chết rồi, sơ hở cái còn 600 mấy máu à. No. No please.
What the hell? Ui, còn 400 mấy mà từng một, từng 2 phút nữa. Ây da, mỏi tay quá. Má chơi cái trò này mỏi tay quá. Ừ, bắn 2 thằng. Bắn chết phụ mày luôn. Mày được. Ồ, nó canh những cái vết nứt nó cắn kìa. Bắn chết cụ mày luôn. Ồ, 2 phút cho 200 máu. Ăn gì vậy? Đâu có chỗ nào chạy nước đâu mà vẫn thua. Vẫn mất máu. À, nghỉ game, nghỉ, tao nghỉ. Game khó như chó. Sao kỳ vậy? Không thể nào thắng được anh em à. Mỏi tay quá, mỏi tay quá. Ok, vậy thì là video này cũng đã dài rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Nếu các bạn thích thì đừng quên để lại cho mình một like, share video để ủng hộ cho channel của mình. Còn thấy tốt hơn nữa thì các bạn có thể nhấn vào nút đăng ký cũng như nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo từ video mới nhất nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye, peace.